Rồi em xin kính chào quý anh chị, cô chú đến với kênh YouTube Tôi Nhật TV. Em là Cảnh. Thì trước mặt quý vị, cô chú anh chị thì có một số cái sản phẩm hóa thạch nha mọi người nhé. Đây còn ốc hóa thạch từ rất là lâu rồi. Video này đây có quả trứng này mọi người, trứng hóa thạch nhé. Rồi là những cái răng cá mập, rồi là côn trùng các thứ hóa thạch ở video này rất là nhiều. Đây, cái này là con ốc hóa thạch có giá rất là khá là cao đúng không ạ? Hóa thạch đấy. Con này nó bám vào gỗ và hóa thạch luôn cả gỗ mọi người nhé. Còn đây là cái răng cá mập này. Nó họ ghi ở đây bằng tiếng Anh ấy. Em đọc thấy là 2,3 đến 2,5 triệu năm trước, có giá rất là cao. Ngày xưa giá gốc của nó là 175.000 yên, tức khoảng 34-35 triệu. Bây giờ họ bán khoảng gần 5 triệu rưỡi mọi người nhé. Răng cá mập đấy, có 7 cái. Đây cũng là răng cá mập này. Họ ghi bằng tiếng Nhật đấy. Răng cá mập luôn mọi người. Hóa thạch nhé mọi người nhá. Khủng không ạ? Đây là cái gì đây? Cái gì về gỗ hóa thạch nhé mọi người. Một cái màu nhỏ nhỏ thôi nhưng mà giá rất là đắt. Đấy, một cái răng là gần 5 triệu rưỡi. Trên này là còn kiểu con ốc đúng không ạ? Đấy cũng 4.500.000 đấy con này. Cái này rẻ này mọi người, con kiểu con bọ cánh cứng hóa thạch giống như con ve mọi người. Đấy, mấy trăm đúng không ạ? Cái đồ hóa thạch. Bác nào thích sưu tầm đồ hóa thạch thật 100% thì bảo em mua về cho nhá. Đây là những cái đồ kiểu đá phong thủy ấy, mọi người. Đấy, kiểu thạch anh này, rồi là những cái đá kiểu như là nhũ như ấy mọi người ạ. Em nghĩ như vậy nhá. Em không am hiểu về cái đá này lắm nhưng mà nhìn mê tít, nhìn như kiểu các vì sao trên trời. Tròn tròn, đây là tất cả họ đã phải qua gia công lại rồi thì nó mới bóng đẹp như thế đúng không ạ? Còn đâu mà để cái tự nhiên làm sao mà bóng đẹp như này được đúng không mọi người? Mài hết rồi. Đấy. Đẹp không ạ? Đá thật nha mọi người nhá, không phải đá giả đâu. Đá thật nó có giá này. 6 7 triệu như này. Đây là một cái set gọi là gạt tàn hộp chè đúng không ạ, bằng đá cẩm thạch. Đây tiếp tục đồng hồ này, kính này, rê ban, cái kính màu vàng này có vẻ là đắt này. Sao giá đắt vậy ạ? Bây giờ vẫn còn gần 6 triệu, đắt thế. Hay là gọn bằng vàng, không thấy họ ghi. Đây cũng rê ban này, không thấy ghi mã kính, chỉ thấy ghi là Ray-Ban thôi. À kia có ghi Ray-Ban 3542 đấy. Đắt lắm mọi người, kính cũ không biết là sản xuất ở Italia hay Mỹ mà đắt thế. Mỹ thì bây giờ không còn hàng rồi. Rolex cho mọi người nha. Cái này đồng hồ Rolex đời 5 số mọi người nhá. Giá gốc khoảng 320 triệu, bây giờ bán khoảng 160 triệu. Đẹp không ạ? Cái này dáng thể thao người nhá. Cái những cái này, những cái hàng đắt tiền này mọi người, thì kể cả cái khách cũ, những người chủ cũ người ta đeo, người ta vẫn giữ nguyên hộp sổ sách mọi người nhá. Đây đồng hồ bỏ túi này, giá gốc cũng hơn 200, bây giờ còn khoảng 135 triệu mọi người nhá. Tudo thì đồng hồ nữ, giá rất là phải chăng. Đó. Chưa đến 36 triệu mọi người ạ. Chưa đến 36 triệu. Trên này là cái Rolex của nữ. Rolex của nữ. Nữ thì thường sẽ đính kim cương mọi người nhá. Đẹp không ạ? Rồi ôi. Cái này nó không có vàng nguyên khối mọi người nhá. Vàng nguyên khối mọi em gặp một cái đồng hồ nam ấy. Size 40 Rolex, nó rơi vào tầm khoảng hình như là hơn 500 triệu ấy mọi người. Một cái Rolex. Giờ đem quay túi nhá. Túi Louis Vuitton, chuẩn bị anh chị nào mà tặng bạn gái người yêu thì là hợp lý. 20 tháng 10 đúng không ạ? Em sẽ quay thêm về cái loạt túi này. Mình quay qua đây, họ để trong tủ kính ấy, thì nhìn nó không được rõ, nhưng mà
Em phải nói trước là những cái túi ở đây rất là đẹp mọi người nhé. Đến sờ tay vào còn ngại ấy mọi người. Đây có giá khoảng chưa đến 15 triệu. Túi đeo mọi người nhé. Túi này túi nam đúng không ạ? Đúng. Sờ tay vào còn ngại kiểu sợ nó hỏng của người ta. Đây là xếp hạng A luôn. Túi Louis Vuitton. Túi sách của nữ. Để đút một cái ví và đút điện thoại rồi những cái son phấn nhỏ nhỏ ở trong là ok đúng không ạ? Em quay lướt lướt thôi vì là cái cửa hàng này nó sắp đóng cửa nên là phải vội vàng ấy mọi người. Cái này nó hơi hơi bong cái sơn rồi. Đẹp. Cái đáy vẫn còn rất đẹp. Đáy không bị bong bong sơn gì cả mà cái cạnh lại bị. Đây kiểu túi đeo chéo ấy mọi người, phải không ạ? Cái này đút vừa một cái điện thoại. Giá rẻ đi khoảng so với ban đầu khoảng 7 triệu mọi người nhé. Đây, túi nữ. Cha cha khoảng 25 26 triệu. Vẫn còn rất đắt. Những cái túi này dành cho các anh chị sưu tầm và thích chơi túi, thích chơi hàng gọi là brand, brand hàng hiệu đúng không ạ? Nhìn cái khóa của nó vẫn còn bóng nguyên như này mà, chứng tỏ là cái chủ cũ ít dùng đúng không ạ? Ít dùng lắm thì nó mới như thế này. Nói chung là cứ nhìn cái quai rồi cái tay khóa rồi là cái đáy túi là mình biết được mức độ sử dụng và cái độ mới như nào đúng không ạ? Em thì em không dùng mấy cái này, em chỉ dùng hàng của túi da của Nhật thôi, vì cái ví của Nhật thôi. Đấy, cái này cũng giảm được khoảng 4 triệu này. Cái này là đút vừa cái iPhone 14 Pro Max đấy mọi người. Họ mà ghi kích thước lên cái Max đấy thì tốt, em không thấy họ ghi nhá. Lát nữa có rượu, anh chị nào mà thích sưu tầm rượu thì xem tiếp với em. À, hôm nào anh chị nào thích xem thêm các loại rượu độc lạ thì bảo em chụp ảnh cái tủ rượu của nhà em cho. Em cũng hay mua về lắm và vứt ở tủ nhà em kia tương đối nhiều. Em cũng muốn bán bớt đi để mua loạt mới về. Nó cái túi này còn mới nguyên luôn đấy mọi người nha. Ý, nhìn cái đấy đẹp lắm ạ. Đây là cái túi ba lô, gọi là ba lô, nó nhỏ thôi, 100.000 yên, tức là khoảng chưa đến 20 triệu mọi người nhé. Anh chị cứ bảo là yên 16 mấy nhưng mà em không thể nào mà bán 16 mấy được, bởi vì là đấy là cái giá ngân hàng thôi, còn đâu em mua yên nó phải khác chứ, làm sao mà 16 mấy ở ngân hàng được đúng không ạ? Anh chị phải hiểu, anh chị nào làm thì mới biết được. 45.000 yên. Đẹp. Túi này túi sách mọi người nhá. Nhìn cái vừa sách vừa đeo đúng không ạ? Cái quai dài này à, đẹp không ạ? Kết hợp được cả. Rất là rộng và đẹp. Cái quai sách vẫn còn rất là đẹp nhá. Không bị nát gì đâu mọi người ạ. Đây cái đáy đây. Đáy không bị mòn mấy gì cả. Không bị bong sơn luôn. Nó tuyệt vời. Rồi đây em quay rượu cho các anh chị nhá. Thì mấy cái chai rượu này nó cũng bình thường thôi. Nó cũng chỉ là gọi là rượu vang này kia. Quay thêm những cái rượu khác. Đây cái này độc lạ đúng không ạ? Giống như kiểu cái ấm trà ấy mọi người. Nó khi mà mình bật cái nắp ra là mình cầm cái tay mình rót được. Đúng không ạ? Đấy. Trong kia bình rượu kìa. Kia giống, em không biết miêu tả cái bình trắng trắng cái này dây gì luôn. Còn đây là con vịt mọi người nhá. Con ngỗng. Xem thử cái chai này nào. Chai này bằng thủy tinh nhưng mà cái dáng rất là đẹp. XO Pháp mọi người nhá. Đấy. Pháp. Trong này. Rượu này đẹp nè mọi người. Cái chai này đẹp thật. 60.000 yên. Scotland đúng không ạ? Charles Pháp à? Em nói chung là không nhìn rõ cái chữ. Có chữ nhỏ nhưng mà em vội em không xem.
Nó chai này chai gọi là 21 mọi người nhá. Ryan có 3 chai luôn. Chai này cái dung tích nó lớn, còn cái chai bên trong màu hơi đỏ đỏ này dung tích nó nhỏ hơn thì cái giá tiền nó nhỏ hơn, nó rẻ hơn một xíu. Hai chai màu giống nhau, rất là đẹp. Những cái chai bằng sứ, bằng gốm này ấy, mình sưu tầm thì rất là hay. 375ml mọi người nhá. Cái chai to này là, chai to vừa nãy là 500ml, gần gấp đôi mà. Đấy, chai này 500ml này. Trên này đó. Đây, những cái rượu sách này em rất là thích. Lát em sẽ mua mấy cái sách này về. Quyển sách nhỏ nhỏ này rất là hay, trông nhìn nó rất lạ. Với y bên trong này này mọi người, không biết là miêu tả nó giống cái gì luôn. Nói chung là nhìn hình dáng đi, mọi người đoán thôi. Cái này cũng đẹp này, nó giống cái gì em không hiểu. Đó. Đẹp không ạ? Rồi, em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Thì hôm nay cái video này cửa hàng nó sắp đóng cửa nên em quay vội như vậy. Lần sau em sẽ quay lại, em quay kỹ hơn ạ. Và cảm ơn mọi người rất nhiều.